hôm nay tôi xin được hân hạnh trình bày cùng với các bạn và quý vị về đề tài các khoa học gia người mỹ và trung quốc đã thành công nhân bản vô tính chuột bằng phương pháp sử dụng tế bào da biến thành tế bào gốc rồi sau đó lấy cái tế bào gốc mà họ đã thành công tạo thành để tạo nên các con chuột thì các khoa học gia người Mỹ và Nhật đã khám phá ra cái kỹ thuật mới có thể biến tế bào da thành tế bào cốc. Và cái tin độc đáo này đã được báo chí trên toàn thế giới và truyền thông đại chúng cho đăng tải vào hôm thứ Tư ngày 21 tháng 11 năm 2018. Sau khi mà tiến sĩ sinh ra Yamanaka thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản và cộng sự viên cho phổ biến phát minh mới nhất của họ về lãnh lực tế bào gốc trên tạp chí The Cell. Và đồng thời, tiến sĩ James Thompson và các cộng sự viên của ông tại Đại học Wisconsin ở tại Hoa Kỳ cũng đã tường thật kết quả và thành công của họ trong việc tái tạo tế bào da thành tế bào gốc trên tạp chí Science là khoa học. Phải nói, đây là một khám phá mới vô cùng lý thú và cây chấn động trên toàn thế giới, đặc biệt trong giới, trong ngành y khoa. Hai nhóm nghiên cứu Nhật và Mỹ đã miêu tả cái sự thành công của chính họ là đã đã có thể biến tế bào da người human skin cells thành tế bào gốc tương tự như là tế bào gốc phôi embryonic stem cells mà không cần sử dụng đến hoặc thì đi phôi người. Đây là vấn đề nan giải dễ gây bức xúc và tranh luận trong suốt hơn nhiều năm vừa qua về việc sử dụng tế bào gốc trong cái chương trình nghiên cứu sử dụng tế bào gốc phôi trong cái chương trình nghiên cứu để trị bệnh. Thì cái cái cái, cái phương pháp mới mà um, nhóm khoa học gia người Nhật và người Mỹ đã thành công thì nó đơn giản. Nếu quý vị nào biết được tiếng Anh mà có thể theo dõi theo như cái hình minh họa ở đây, thì tôi xin được nói sơ qua để cho quý vị được rõ cái phương pháp cũ mà trước đây người ta vẫn sử dụng đó là vấn đề mà tạo nên một cái phôi bằng cái việc là thụ tinh trong ống nghiệp. và cái phương pháp mới mà hiện nay các nhóm khoa học gia người Nhật và người Mỹ đã thành công như tôi đã nói là họ chỉ cần lấy tế bào da người, sau đó họ cho bốn các loại gen khác biệt như là cái kích thích tố vào trong cái tế bào da này, sau đó nó sẽ tái tạo tế bào da để rồi trở thành tế bào gốc và sau đó người ta có thể thu hoạch tế bào gốc này để dùng trong các phương pháp nghiên cứu hay là chữa trị cho các bệnh nhân. Có nghĩa rằng cái phương pháp này rất là hay. Ví dụ như là tôi ví dụ tôi đang bị bệnh tim hay bệnh phổi thì các khoa học da hay là bác sĩ có thể lấy cái da của tôi sau đó họ dùng cái phương pháp này họ tái tạo à, bằng việc cho bốn cái gen kích thích để có thể lập trình và nó sẽ tái tạo trở thành tế bào gốc sau đó họ mới cho kích thích các cái chất kích thích vô để nó sinh sản ra những cái loại tế bào gốc hoặc là những cái tế bào đặc biệt mà sau đó họ có thể sử dụng, ví dụ như tôi bị đau tim, tim của tôi bị tổn thương hay bị hư hại, thì họ có thể kích thích tế bào gốc này sản sinh ra những tế bào tim, sau đó họ lấy cấy ghép lại cho tôi. Và bởi vì nó được lấy từ tế bào da của tôi, cho nên cái hệ thống miễn nhiễm của tôi, nó không từ chối, nó chấp nhận. Thì đối với đây là một cái phương pháp mà hiện nay ở trong vấn đề nghiên cứu về tế bào gốc, họ lấy tế bào gốc từ cái người bệnh chỉ tôi nói ví dụ như là họ lấy cái tế bào gốc từ tủy xương của người bệnh sau đó họ mới cho kích thích để trở thành nhiều những cái loại tế bào à, mà cái người bệnh nhân nó có thể bị hư hỏng trong cơ thể của họ rồi họ cấy ghép lại và sau đó cái tế bào gốc đó nó sẽ thay thế các cái tế bào đã bị hư hỏng trong cơ thể của người bệnh nhân bởi vì lấy từ họ cho nên cái hệ thống miễn nhiễm nó sẽ không từ chối. Thì đây là một trong những khám phá đặc biệt mà khi sử dụng tế bào gốc nhất là tế bào gốc trưởng thành trong vấn đề y khoa trị liệu. Thì các khoa học gia cho biết với cái phương pháp mới mà họ vừa khám phá ra thì việc biến tế bào da thành tế bào gốc đơn giản và rất ít tốn kém so với cái kỹ thuật chuyển nhân mà khoa học gia người Anh Ian Wilmut đã sử dụng để có thể tạo nên chú cừu Dolly năm vào năm 1996 sau 290 lần thử nghiệm thì mới thành công. Nhưng rất tiếc, chú cừu Dolly ấy sau khi đã chào đời thì chỉ sống vẹn vẹn được có chừng 6 năm rồi sau đó bị bệnh lao phổi. Chính vì vậy, người ta đã phải chích thuốc một chích thuốc là để cho tạo nên cái chết im dịu cho chú cừu Dolly. Vậy trong một cái bài viết của tôi, tôi đã một cách rất là châm biếm uh, với một cách thí hỏm. Thì tôi đã nói rằng sau khi mà đã phải nghiên cứu nhiều năm, tốn biết bao nhiêu tiền của, biết bao nhiêu sự thử nghiệm, 296 lần thì lần 297 mới thành công. Và lúc đó thì báo chí uh, năm 1996 là một cái chấn vang dội bởi vì đây là cái phương pháp đầu tiên dụ sử dụng uh, chuyển nhân phương pháp chuyển nhân nuclear transfer để tạo nên chú cừu đô lì nhưng mà rất tiếc số phận của chú cừu đô lì ấy sau khi sử dụng cái phương pháp chuyển nhân để tạo nên chú ấy thì chú ấy đã bị chết yểu trong vòng chỉ có sống được 6 năm cho thấy rằng cái phương pháp này nó cũng chưa có hoàn hảo bởi vì khi mà dùng phương pháp chuyển nhân như thế thì lấy một cái tế bào trưởng thành của một con cừu nào đó Mà người ta muốn nhân bản vô tính Ví dụ như là tôi lấy một cái con, con cừu đực chẳng hạn Mà nếu cái con cừu đực ấy nó đã có độ tuổi là 6, 6 năm rồi Thì khi mà lấy cái tế bào đó Người ta lấy cái nhân của cái con cừu mà người ta muốn nhân bản vô tính sau đó người ta chuyển cái nhân đó vô một cái tế bào trứng mà nhân của nó đã được lấy ra rồi sau đó người ta cho nó kích thích để nó có thể phát triển thành một cái phôi sau khi nó phát triển thành một cái phôi thành công thì người ta lấy cái phôi ấy người ta cấy vào trong cái tử cung của con cừu mẹ và sau đó nếu thành công mọi sự tốt đẹp thì có thể săn ra một chú cừu con và cái chú cừu đô lì này đã được sử dụng bằng cái phương pháp ấy gọi là phương pháp chuyển nhân để 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 có thể để có thể chào đời nhưng mà bởi vì cha của chú ấy đó, là cái chú cựu đực mà người ta muốn nhân bản thì đã đã là 6 tuổi rồi cho nên khi mà chú cựu đô lì này sinh ra bởi vì cái nói chung là tất cả các cái gen của cái chú cựu đô lì này thì giống hệt như là cái gen của cha bố của mình cho nên chú ấy cũng Mặc dù mới sinh ra nhưng độ tuổi thì cũng đã là 6 tuổi rồi. Riêng đối với cái phương pháp mới mà hai nhóm khoa học gia người Nhật cũng như người Mỹ sử dụng tế bào da để có thể biến thành tế bào gốc, họ chỉ có sử dụng bốn cái gen kích thích. Họ cho nó cấy nó vào cái tế bào da người. Thì các gen này sẽ tái cấu trúc cái nhiễm sắc thể trong tế bào da và nó có thể biến tế bào da thành tế bào gốc là tế bào có khả năng phát triển vô tận và sinh sản ra các tế bào khác nhau, khoảng chừng 220 loại trong cơ thể của con người. Nó có thể là tế bào tim, tế bào gan, tế bào thần kinh, tế bào máu hoặc xương, vân vân. Cho đến những năm trước đây, phần đông các nhà khoa học gia vẫn nghĩ rằng cái cách duy nhất mà họ có thể tạo ra tế bào gốc một cách dễ dàng hầu có thể sử dụng cho phương pháp y khoa trị liệu là tạo nên các phôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hay là bằng phương pháp nhân bản phôi. Sau đó họ thu hoạt các cái tế bào gốc trong vòng một tuần lễ sau khi phôi đã được hình thành. Như vậy phôi sẽ bị hủy diệt trong cái tiến trình. Và chính điều này đã gây nên nhiều sự tranh cãi và gặp phải khó khăn về mặt luân lý nhất là đối với giáo hội công giáo thì giáo hội công giáo không ủng hộ cái việc mà các khoa học gia sử dụng phôi để thơ hoạt các tế bào gốc vì đối với giáo hội công giáo lập trường của giáo hội trong giáo từ xưa đến nay vẫn duy trì rằng phôi là một nhân vị có nghĩa là phôi là một con người và vì là một con người cho nên cái quyền được sống phải được tôn trọng. Việc biến tế bào da thành tế bào gốc là khả thi. Đây là một điều rất tuyệt vời trong cái lĩnh vực nghiên cứu về tế bào gốc. Thì như tôi đã nói, vào năm 1208, hai nhóm khoa học gia người Nhật và người Mỹ đã cho thấy việc sử dụng tế bào da để trở thành tế bào gốc là khả thể. Tiến sĩ Yamanaka, đã công khai hóa là ông đã thành công cấy bốn gen khác biệt như là cái chất kích thích vào tế bào của chuột và biến chúng thành tế bào gốc phôi của chuột. Và ông ta cũng chứng minh cho thấy qua các cuộc thử nghiệm là các tế bào gốc này có thể trở thành bất cứ loại tế bào nào của chuột. Đồng thời, ông cũng đã thử nghiệm giống như vậy đối với tế bào da trưởng thành của con người. Thêm vào đó, tiến sĩ Yamanaka cũng đã dùng tế bào gốc đa năng nhân tạo, tiếng Anh gọi là IBS cell, thuộc cái dạng giống như tế bào gốc phôi. Sau khi đã được tái tạo từ tế bào da bằng cái phát minh mới mà ông đã khám phá để tạo nên các chú chuột con khác nhau. Cái kỹ thuật của tiến sĩ Zamanaka đã được các nhà khoa học người Mỹ và Trung Quốc triệt để áp dụng và họ đã chứng minh cho thế giới biết là họ đã thành công trong việc sử dụng cái phát minh mới này để có thể tạo nên hàng trăm chú chuột. Và tôi hy vọng là uh, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị xem một cái video có phụ đề bằng tiếng Việt mà tôi đã thực hiện để chứng minh giúp cho quý vị có thể am hiểu về cái khám phá mới tuyệt vời này. Và đây là chú chuột mà các khoa học gia người Trung Quốc đã áp dụng cái phương pháp mới tái tạo tế bào da thành tế bào gốc được thực hiện do tiến sĩ người Nhật Dinh, uh, sinh ra Yamanaka cũng như tiến sĩ James Thompson ở tại Mỹ. Chú chuột này là chú chuột đầu tiên được các nhà khoa học gia người Trung Quốc tạo nên bằng cái kỹ thuật nhân bản vô tính, sử dụng phương pháp tái tạo ra thành tế bào gốc và họ đặt tên cho chú chuột ấy là Sao Sao in Mandarin. Còn bên tiếng Anh mình gọi là Tiny và dịch ra tiếng Việt là chú chuột bé xíu Và sau khi đã kiểm chứng Cái kết quả của Cái kết quả Và xác minh được sự thành công của mình Qua việc thí nghiệm với loài chuột Tiến sĩ Yamanaka Bắt tay vào việc thử nghiệm với tế bào người Sử dụng cùng một phương pháp Và kỹ thuật Ông ta nghĩ rằng ít nhất cũng phải tốn nhất Vài ba năm Hầu có thể tìm ra đúng cái loại gen Và cái môi trường thích hợp Nhằm đẩy mặt đẩy mạnh cái công việc nghiên cứu đối với việc sử dụng tế bào da người. Tuy nhiên, ông ta đã thổ lộ cho biết vì muốn đem lại một kết quả sớm nhất bởi vì bởi lẽ hiện nay đang có một sự chạy đua và cạnh tranh từ các khoa học gia trên thế giới xem ai là người đầu tiên có thể phát minh ra cái kỹ thuật mới này. Lẽ đó, ông ta đã phải làm việc rất là chăm chỉ từ 12 tới 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong phòng thí nghiệm. Nhờ đó mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn, vài ba tháng thì ông đã thành công. Và nhờ vài sự thành công được rỡ này, được phí như là một bước phá vĩ đại trong các lĩnh vực nghiên cứu về y sinh học của thế kỷ thứ 21 mà cộng đồng khoa học thế giới đã quyết định trao giải thưởng Nobel về y khoa cho ông mà ngày 8 tới tháng 10 năm 2012 và đây tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị tiến sĩ sinh ra Yamanaka sinh ra Yamanaka tại Đại học Kyoto là người là nhà nghiên cứu người Nhật đã thành công trong việc khám phá ra tế bào gốc đa năng nhân tạo mà tiếng Anh nó gọi là induced pluripotent stem cell viết tắt là IPS cell vào năm 2006 và đã được trao giải thưởng Nobel vào năm 2012. Thì như tôi đã nói trước đây, từ lúc mà chú Cừu Đô Lì chào đời vào năm 1996 do nhà khoa học gia người Anh In Mật, thì các gia khoa học gia đã tin đoán là tế bào gốc trưởng thành có thể trên lý thuyết biến thành tế bào gốc. Nhưng vào thời điểm đó, 1996, họ chưa biết cách làm thế nào, ngoại trừ áp dụng cái phương pháp nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân, là kỹ thuật mà In và Keith Campbell đã sử dụng để tạo nên chu kiểu Dolly. Thì với cái kỹ thuật chuyển nhân, các nghiên cứu gia tách nhân của tế bào trưởng thành, tí dụ như ví dụ như tế bào da rồi đặt vào tế bào trứng chưa có thụ tinh mà nhân của nó đã được lấy đi. Tế bào trứng sau khi đã được tiếp thu nhân mới sẽ tự động phát triển như tiến trình bình thường giống như khi trứng được thụ tinh. Chỉ vài ngày sau, người ta sẽ nhìn thấy phôi bào xuất hiện, trong đó có chứa các tế bào gốc. Đặc điểm của cái kỹ thuật này là các tế bào gốc ấy sẽ có chất liệu giống hệt như nhau về mặt di truyền. Lẽ đó mà các hoặc gia hy vọng khi cấy chúng trở lại cho bệnh nhân sẽ tránh được việc các tế bào này bị cơ thể hoặc hệ thống miễn nhiễm loại bỏ vì không cùng một gen như nhau. À, và sau đây thì tôi cũng sẽ à, minh họa cho quý vị thấy bằng một cái hình ảnh này sử dụng cái phương pháp mới trong vấn đề y khoa trị liệu thì chúng ta thấy đây à, các khoa học à, da hay bác sĩ họ chỉ cần lấy à, cái tế bào da của một cái bệnh nhân này sau đó họ cho nó được phát triển sử dụng cái phương pháp mới là biến tế bào da thành tế bào gốc rồi họ sinh sản ra nhiều những cái tế bào gốc sau đó họ lại tiếp tục đưa vào cái diễn kiến này cho những cái chất kích thích để có thể biến thành những cái tế bào đặc biệt mà họ cần sử dụng để chữa cho cái bệnh nhân này. Ví dụ như nếu cái bệnh nhân này bị bệnh tim thì họ sẽ kích thích cái tế bào gốc này trở thành những cái tế bào tim. Sau đó họ lại cấy ghép vào trong tim của cái người bệnh nhân này để nó có thể thay thế hoặc những cái những cái tế bào tim mà đã bị hư hỏng hay không còn làm việc nữa. Thì chúng ta thấy với cái phương pháp này bởi vì cái tế bào này là của từ bệnh nhân sau đó được tiêm vào lại cho ông ta bởi lẽ đó cho nên cái hệ thống miễn nhiễm của người bệnh nhân này nó sẽ đón nhận và nó không từ chối thì chúng ta thấy đây là một phương pháp nói trên lý thuyết chúng ta thấy là nó khả thi và hiện nay thì các khoa học gia trên thế giới và các bác sĩ đã áp dụng để chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân mà tôi hy vọng uh, trong cái bài thuyết trình À, cuối cùng khi mà tôi nói đến à, sử dụng tế bào ga sử dụng tế bào gốc trưởng thành trong cái y khoa trị liệu tôi sẽ minh chứng cho quý ông bà và anh chị em bằng những cái video cho thấy rằng chứng minh cho thấy rằng các khoa học gia trên thế giới ngày hôm nay nhất là tại mỹ họ có thể sử dụng tế bào gốc trưởng thành để làm những cái cơ phận như là khí quản để thay cho một người đã bị ung thư về khí quản hoặc là họ ngay cả tạo nên à, các cái cơ phận khác trong cơ thể của con người ví dụ như phổi như tim. À. Thì sau khi đã thành công à, trong việc tạo nên phôi mới bằng cái kỹ thuật chuyển nhân, các khoa học gia muốn tiến thêm một bước nữa bằng cách đặt vấn đề làm thế nào mà tế bào trứng có thể tái lập chất liệu di truyền sau khi đã nhận được cái nhân mới từ cái tế bào hiến tặng phải chăng ta có thể biến đổi tế bào trưởng thành mà không cần dùng đến tế bào trứng? Thì chính điều này đã thúc đẩy tiến sĩ Yamanaka và tiến sĩ Thompson ra sức nghiên cứu hầu có thể tìm ra một cái loại gen nào đã được sử dụng trong tế bào gốc phôi mà đã không có sử dụng trong tế bào gốc trưởng thành để xem coi những loại gen như vậy có thể sử dụng nhằm biến đổi tế bào trưởng thành ra tế bào gốc thì tiến sĩ Zamanaka thử nghiệm bằng cách thỉnh. trước tiên là ông thử nghiệm nó trên loài chuột. Riêng tiến sĩ Thompson thì sử dụng tế bào da người lấy từ chán để thí nghiệm. Và cả hai nhóm đã tìm được khoảng chừng một ngàn loại gen có cái tiềm năng thích hợp. Thì tuy nhiên với cái số lượng gen như thế thì rất khó xác định được chính xác cái loại gen nào thực sự đóng vai trò chủ yếu. Lẽ đó họ tiếp tục tiến trình loại bỏ và chỉ chứa lại khoảng 20 loại gen mà họ nghĩ rằng đây là thứ gen chính yếu. Sau đó họ lại đặt câu hỏi làm sao để có thể biến tế bào da thành tế bào gốc. Cuối cùng họ đã tìm ra được 4 loại gen chính yếu hầu có thể cấy vào tế bào da để có thể biến thành tế bào gốc. Và các loại gen này dù có chức năng tương tự như nhau, chúng đều được xem như là các loại gen điều chỉnh với vai trò để tắt hoặc mở hoặc kích thích các gen khác. Với cái khám phá hiện đại này thì các khoa học gia có thể loại trừ vấn đề về luân lý vì họ không cần sử dụng đến phôi người hoặc tạo nên các phôi ấy bằng phương pháp nhân bản vô tính qua cái kỹ thuật chuyển nhân cũng như họ không cần đòi hỏi phụ, phụ nữ phải hiến hiến chứng để sử dụng cho cái phương pháp nhân bản vô tính nhưng họ vẫn có thể tạo nên các tế bào gốc có chất liệu di truyền giống hệt với người hiến tặng các tế bào gốc này khi được sử dụng để thay thế các mô cho các bệnh nhân theo như các học gia tiên liệu sẽ không bị hệ thống miễn nhiễm từ chối và quan trọng hơn nữa theo các nhà khoa học cho biết các tế bào gốc có chung một chất liệu di truyền được tạo thành từ bệnh nhân sẽ giúp họ nghiên cứu và học hỏi thêm trong phòng thí nghiệm về các bệnh nan y tỷ dụ như bệnh Parkinson bệnh mất trí nhớ bệnh đột à, bệnh à, tiểu đường vân vân và vân vân thì đối với kỹ thuật hiện nay việc sử dụng phương pháp nhân bản vô tính nhằm nghiên cứu và tế bào gốc cụ thể như việc tạo các phôi người hầu thông hoạt tế bào gốc thiết tưởng sẽ không còn cần thiết nữa vì lý do đó mà khoa học gia Ian Wilmot được xem như là cha đẻ của cái kỹ thuật chuyển nhân và cũng là người đã tạo nên chú cừu Dolly vào năm 1996. Thì chính ông ta đã tuyên bố trong tờ Nhật Báo The Telegraph phát hành tại Anh Quốc vào ngày 16 tháng 11 2007. Ông đã công khai tuyên bố là từ nay trở đi ông sẽ từ bỏ cái phương pháp nhân bản vô tính do chính ông ta đã tiên phong hầu tạo nên chú cừu Dolly. Và sau đây chúng tôi được kết thúc cái bài thuyết trình này.